khách khác. Viện bảo tàng quân đội là nơi thường xuyên đông khách đến tham quan. Và gian lược mọi người chú ý đến xem nhiều hơn cả là nơi mô tả lại diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử chấn động địa cầu năm 1954. Khách tham quan, dù là người trong nước hay quốc tế, thì đến đây họ dường như được sống lại với khí thế hào hùng của cuộc chiến năm xưa. Trong tâm trí lớp người, thế hệ đi sau, những công việc gian lao vất vả, những chiến công oanh liệt của anh bộ đội Cụ Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ thật xứng danh anh hùng, đáng khâm phục. Một trong những chiến công hiển hách đó là nổ bộc phá tiêu diệt đồi A1. Thưa quý vị và các bạn, đồi A1, một tập đoàn cứ điểm hỏa lực mạnh, chi phối khu vực mà ta và địch giành giật nhau từng tấc đất. Đối với địch thì A1 còn, tập đoàn cứ điểm còn. Còn đối với ta, tiêu diệt A1 là tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm. Các điểm cao A1 và C1 là hai vị trí quan trọng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi mà bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến là cuộc chiến đấu sẽ diễn ra rất ác liệt so với các mục tiêu khác. Đặc biệt là cứ điểm A1, một vị trí then chốt của tập đoàn cứ điểm. Cuộc chiến được mở màn vào hồi 17 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954. Đúng như dự đoán mà trong cuốn hồi ức về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ của Đại tướng Hoàng Văn Thái do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2001 đã mô tả lại. Cuộc chiến đã làm tiêu hao nặng nề sinh lực địch, nhưng cũng gây cho ta nhiều tổn thất. Sau khi chiếm được 2/3 đồn địch, bộ đội ta vấp phải hỏa lực của địch trong hầm ngầm, bị tiêu hao và không phát triển được. Quân địch cũng nhiều lần dồn lực lượng lên phản kích, âm mưu quyết chiếm giữ vị trí này bằng mọi giá. Cả hai bên ta và địch giành giật nhau từng tấc đất. Trận đánh tiêu diệt đồi A1 thật là khó khăn. Kẻ địch bám được vào vị trí cố thủ hỏa lực mạnh tại một hầm ngầm kiên cố trên đỉnh đồi nên chống trả quyết liệt. Trước tình huống này, bộ chỉ huy mặt trận đã chuẩn y phương án cho đào một đường hầm vào dưới chân lô cốt địch và đặt vào đó một khối thuốc nổ lớn nhằm phá hủy hệ thống hỏa lực này. Giao nhiệm vụ cho đội 83 là phải đào cái hầm ngầm, quét sâu đi thẳng vào cái lô cốt này để đánh cái xe nổ quái lật đổ nó lên. Đi là chọn hầu hết là đảng viên, hay là cán bộ quân đội vào thì cái tổ của chúng tôi gồm 5 người đi ra đầu tiên ấy, một là trinh sát, hai là mở cửa hầm. Thế nhưng mà ra ấy, để mà che chắn lên trên thì đã hy sinh mà như thế, mất 2 đồng chí cán bộ của trung đoàn 174 và tôi thì ngất đi, đồng chí Dương với đồng chí Cứ là bị thương. Thế thì quét cái hầm ấy vào như thế, từ Giao Tông Hào vào, bác nói nhiều riêng từ cửa hầm mà vào đến cái chỗ đặt thuốc nổ là 49 thước, mà chỉ có ngồi thẳng 2 cái đùi ra, cuốc mới thẳng, cuốc thôi, vừa người làm người, kéo đất cho đất vào bao, mà đến nỗi không khí thì thiếu cho nên vào rất là khó khăn. Cuộc chiến đã diễn ra quá ác liệt. Lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Trước cái chết, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, sẵn sàng quên thân mình cho sự chiến thắng toàn vẹn. Chính vì vậy, Bộ Chỉ huy đã quyết định chọn một số ít chiến sĩ dũng cảm thiện chiến là đảng viên gương mẫu, không nề hà sự hy sinh do cán bộ có quyết tâm cao chỉ huy, bí mật mang bộc phá đánh vào cửa hầm ngầm địch. A1 là cứ điểm ngoan cố cuối cùng. Diệt được hầm ngầm cố thủ thì mới diệt được A1. Và xóa sổ A1 sẽ giúp bộ đội ta khống chế được toàn bộ tập đoàn cứ điểm.
Thật may mắn, nhóm phóng viên chúng tôi đã được gặp mặt và tiếp xúc với một trong những người đã nhận nhiệm vụ quan trọng, điểm hỏa khối thuốc nổ gần 1 tấn ở đồi A1. Ngồi bên cạnh chúng tôi đây là ông Nguyễn Văn Bạch, đang sống tại xóm Đài, xã Thanh Trù, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đó thì ông Bạch đã là đảng viên, cán bộ tiểu đội thuộc Trung đoàn 151, Đại đoàn 351. Ông Bạch được giao nhiệm vụ là tháo bom lấy thuốc nổ cùng đồng đội đặt tại hầm ngầm tại nơi đã định. Và ông cũng là một trong ba người được giao nhiệm vụ là điểm hỏa khối thuốc nổ lớn ấy, gây nên những cái chấn động kinh hoàng sau những kẻ địch còn sống sót. Chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian theo hồi ức của họ, những người đã từng tham gia trong cuộc. Thì đợt thứ hai là ta phản công thì ta chiếm một lửa, địch chiếm một lửa. Cho nên là vô lửa tin là cho rút ra để mà bắt đầu tiếp tục đào hầm ngầm. Để mà đánh theo cái kiểu như là đôn thổ. Thế thì đánh rất là khó khăn ở cái chỗ là đào thì vất vả. Là đào rất là lâu. Từ 20 tháng 4 thì cho đến mùng 5, mùng 6 tháng 5 mới vào trên đây. Bác có tham gia đào? Có. Thế tôi đang tham gia đào thì anh Dương Phú Duyên Cung là bảo bây giờ cậu đi sang bên đồi độc lập phía bên bản chéo ấy, nó có cái máy bay rơi, một là lấy thuốc nổ, hai là tháo cái máy bay nó rơi đấy, nó vẫn còn bom để tránh nguy hiểm, nếu mà địch có phát hiện ra rơi thì là nó sẽ oanh tạc ở đấy, sẽ bị cái khẩu pháo của ta, cho nên là phải sang đấy để làm ngay. Thì bây giờ mới đề nghị mới này đội 83 mới trên ấy lấy nhân công người Thái để đi từ phía đông sang phía bắc để lấy thuốc của người có bom ấy, mà đồng chí Bạch là cái người mà dẫn anh em dân công đi lấy thuốc ở người có bom đó. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, chịu sự áp bức bóc lột nặng nề của chế độ thực dân phong kiến, hơn ai hết người nông dân Nguyễn Văn Bạch cảm nhận được công ơn to lớn mà cách mạng đã đem lại cho ông và gia đình. Bản thân ông Bạch được đứng vào hàng ngũ những người lính anh bộ đội Cụ Hồ, được gia nhập Đảng Cộng sản, có quyền bình đẳng, quyền làm người, thoát khỏi kiếp nô lệ. Gia đình ở quê nhà được chia ruộng đất, thỏa ước nguyện từ bao đời, người cày có ruộng. Chính vì vậy, ông luôn sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn con người mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho chiến thắng của dân tộc. Với vai trò đầu tàu gương mẫu của người đảng viên Cộng sản, quân nhân Nguyễn Văn Bạch đã không nề hà sự hy sinh, gian khổ khi nhận nhiệm vụ quan trọng đặc biệt mà cấp trên giao phó. Đó là điểm hỏa khối thuốc nổ đánh đồi A1 vào ngày 6 tháng 5 năm 1954. Nhan nhầm tối rồi là xong, đứng trước hầm còn có ba người, tôi, anh Khung, anh Thoảng. Thì anh Khung có nói là bây giờ thì có vậy, ở đây điểm hỏa, sớm có Thoảng ra ngoài kia cho. Thế thì anh ấy có giao nhiệm vụ như thế, thì tôi cũng bảo vâng. Thế anh ấy hỏi tôi, thế bây giờ cậu có dặn gì không? Tôi bảo chả có gì mà dặn được. Thế tôi nghĩ ngay là chắc là thầy đạo hy sinh, ông mới hỏi vậy. Thế đến lúc ông ấy ra lệnh là bây giờ, khi nào mà pháo binh của ta bắn dồn dập vào trận địa địch thì lúc bây giờ mới được điều hòa. Tôi nghĩ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thì thấy pháo bắn ầm ầm tất cả, thế lúc bây giờ là tôi bắt đầu điều hòa. Điểm hòa khối thuốc nổ gần 1 tấn, người lính lúc đó đối mặt với cái chết, với sự hy sinh. Là một con người, chẳng ai muốn chết, muốn đổ máu. Thực tế lúc đó cũng không phải là không có người ngần ngại trước sự hy sinh, nhưng khi nhận nhiệm vụ này, ông Bạch thực sự không nghĩ đến bản thân mình. Tâm trí của ông lúc đó cũng chẳng thể bận tâm vương vấn điều gì. Có chăng là sự hy sinh đó của mình phải có lợi cho chiến thắng của chiến dịch, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của đất nước. Đồng chí Khung là đội trưởng, tôi là tiểu đội trưởng, tổ trưởng đảng, đồng chí Bạch. Mục đích ý, là để làm sao ba người đứng như thế là phải bảo đảm cái khối thuốc nổ nổ. Sau khi giao nhiệm vụ phân công ba
chúng tôi rồi thì báo cáo lên trên à. Và đúng cái giờ dê là bắt đầu điểm hỏa thì giao đồng chí Bạch là đập ba cái vòng lụ xòe ở ba cái ngón tay, rút cái lụ xòe ấy thì chúng tôi chạy mà đến tường cái cối bộ khóa nổi rất to, nhưng thực tế thì nó không phải là to. Ba đồng chí thì đã hoàn thành nhiệm vụ ở cái tổ pháo hoa mấy à, ở cái tổ mà đánh cái đồi A1 đấy. Đấy là vì nếu đồng chí này mà hy sinh có đồng chí khác. Chúng tôi đang có trong tay cái bản ý kiến xác nhận của đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, nguyên là đại đội trưởng chỉ huy đánh khối bộc phá gần 1 tấn trên đồi A1. Sau đây là ý kiến xác nhận của đồng chí trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi là đại đội trưởng chỉ huy đánh khối bộc phá gần 1.000 kg trên đồi A1. Chứng nhận ông Nguyễn Văn Bạch được tôi phân công ở lại Điền Hòa. Ông Bạch còn được phân công sang Bắc sân bay Điện Biên Phủ tháo bom để lấy thuốc nổ với khối lượng 500 kg. Ông Bạch đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi ở đội nghiên cứu phá bom A83, lúc ấy tôi cũng là đội trưởng của ông Bạch, đã cùng anh em trong đội tháo được một ngòi bom nổ chậm nguyên vẹn để làm tài liệu học tập. Ngọc Thụy ngày 30 tháng 12 năm 1996, người chứng nhận đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung đã nghỉ hưu. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, để đánh dấu những công lao thành tích trong chiến đấu, anh bộ đội Cụ Hồ Nguyễn Văn Bạch Huy mặt trận trao tặng các phần thưởng cao quý là huy hiệu Bác Hồ, một huân chương chiến công hạng 3 về chiến công điểm hỏa khối thuốc nổ đánh đồi A1 và một huân chương chiến công hạng 3 ghi nhận thành tích phá bom nổ chậm trong thời gian chiến dịch. Từ nguồn gốc nông dân thuần khiết, rời khỏi quân ngũ, rời khỏi cơ quan nhà nước về hưu, ông Bạch lại trở lại là người nông dân thật thà, bình dị. Trong những năm trước trở về nhà, đối mặt với thực tế khó khăn của cuộc sống gia đình, những điều quan tâm thường nhật của ông là những lo toan về cơm áo gạo tiền. Làm sao để cho vợ con có đủ cơm ăn áo mặc? Làm sao để đời sống kinh tế gia đình bớt khó khăn hơn? Những thành tích, những chiến công trong quá khứ hào hùng lúc này đối với ông Bạch đã lùi vào dĩ vãng xa xôi. Chính vì cái chất thật thà, bình dị, tính khiêm tốn tự nhiên vốn có mà ông ít kể lại về những thành tích, những công lao, những chặng đường mình đã trải qua. Cũng vì lẽ đó mà cho đến những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, rất nhiều người đã đến tham quan bên hố bộc phá trên đồi A1 mà vẫn chưa biết đến tên người đã điểm hỏa, tạo ra nó năm xưa. Hồi ức của quá khứ được khơi dậy từ câu chuyện tâm tình bên ấm trà của những người cao tuổi trong làng. Cũng là những thắc mắc của ông Trần Quang Tạo, người cùng xã, khi nghe về những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Bạch đã vô tư, bình thản kể lại những công việc mà ông đã làm trong thời khắc lịch sử đó. Từ chỗ ngạc nhiên, đi đến khâm phục, ông Tạo đã hệ thống, sâu chuỗi lại những mẩu chuyện ôn lại quá khứ của người cựu chiến binh trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa. Cũng không phải họ hàng và chẳng phải là cán bộ chức năng có thẩm quyền trách nhiệm của địa phương, mà chỉ vì niềm tự hào về chiến công anh hùng của thế hệ lớp người đi trước trên quê hương mình. Ông Tạo đã lần mò, chấp nối, đi xác minh những điều ông Bạch kể. Rồi ông Tạo cũng tự đứng ra vận động, đưa vấn đề lên các cấp có thẩm quyền, từ xã lên thị xã, đến cấp tỉnh để đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Nguyễn Văn Bạch. Tôi rất tâm đắc khi một ý kiến của đồng chí lãnh đạo công binh khi để thăm xã thôi thì tôi nói rằng cảm ơn địa phương đã sinh ra những người con. Tôi thấy rằng cái chiến công của ông Bạch và cái chiến công của đất nước, khi trong đó có sự đóng góp của quê hương chúng tôi cũng như con địa phương, mà nếu như mình tiếp công tiếp sức thì có lẽ nó không mới người nghĩ đến nữa. Cho nên xuất phát từ cái này, tôi được sống dưới chế độ có Đảng, có Bác Hồ, và tôi cũng phần nào có những ngày được Đảng, quân đội giáo dục, cho nên tôi thấy rằng cần phải đi này. Cũng được địa phương cho biết là ông Bạch là người của địa phương chúng tôi, với cương vị là vừa người của địa phương, đồng thời tức là cương vị là một chủ nhiệm chính trị của sư đoàn 316, thì tôi cũng tạo điều kiện đầy đủ để cho ông Trần Tạo
được tiếp cận với sư đoàn và với trung đoàn 174 là nơi ông Bạch được phối thuộc đánh cái trận của đội A1. Thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt phi thường, làm nên một chiến công hiển hách. Thế nhưng dường như ông Bạch rất ít nhắc đến và khoa trương về chiến công của mình. Bởi theo quan niệm của ông, đó chỉ là sự tất yếu, là nghĩa vụ, trách nhiệm của người lính trước mệnh lệnh của cấp trên. Ký ức của những năm chiến đấu trong kháng chiến chỉ được ông Bạch ôn lại trong những buổi quây quần cùng cháu con. Những câu chuyện đó không phải là khoe khoang công lao, thành tích, mà chủ yếu là mang tính giáo dục, răn dạy lớp sau noi theo truyền thống của gia đình cách mạng. Không làm gì sai trái, để hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với truyền thống gia đình. Từ trước này là ông coi dạy dỗ bảo ban các con là rất nhiệt tình về trong cái công việc giữa tiếp xúc giữa coi như là truyền thống cho ông từ trước để mà các con các cháu học tập về noi gương các ông ấy, về bảo tất cả các cháu coi như là cố gắng học tập để mà coi như là noi gương các cụ mỗi ngày phát huy cái truyền thống cách mạng của các cụ. Với bản chất nông dân hiền lành, chất phác, ông Bạch là người thích thể hiện bằng việc làm nhiều hơn lời nói. Ông luôn chứng tỏ phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, làm gương cho con cháu bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Trở về, cũng như bao người nông dân khác, ông lại cùng con cháu mình lầm lũi, cặm cụi kiếm từng hạt thóc, củ lạc trên mảnh đất bạc màu nơi quê nhà. Không vì những công lao, những đóng góp của mình trong kháng chiến mà cậy thế công thần đòi hỏi chế độ ưu đãi, ông và các thành viên trong gia đình từng ngày chắt chiu từng mảnh ngói, viên gạch, vượt lên bao khó khăn để xây nên tổ ấm gia đình, tạo dựng một cơ ngơi khang trang như ngày nay. Theo ông Bạch, sự khấm khá đi lên của kinh tế gia đình nằm trong xu thế phát triển chung của quê hương, của đất nước, nâng cao đời sống gia đình. Ông đồng thời không quên nghĩa vụ đóng góp xây dựng cho địa phương, cho cộng đồng xã hội. Trong việc làng, việc xã, tham gia các phong trào của đoàn thể, ông luôn thể hiện vai trò gương mẫu của người đảng viên cộng sản, đi đầu trong các hoạt động và động viên thúc đẩy họ hàng, con cháu cùng các thành viên khác trong xã hội thực hiện tốt nhằm tiến tới một xã hội công bằng, văn minh, mọi người, mọi nhà cùng hạnh phúc. Với cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, gần 50 năm qua đồng chí Bạch đã thường xuyên phát huy tốt cái bản chất của mình để xây dựng xóm làng và quê hương. Nhất là trong những năm gần đây thì đồng chí đã cùng với các đồng chí hội viên cựu chiến binh của chi hội Phong Đoài nói riêng và hội cựu chiến binh xã Thanh Trù chúng tôi đã xây dựng là một tổ chức quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cũng như là tham gia giúp đỡ xây dựng hội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở địa phương thì có nhiều tiến bộ. Khi ông về đến địa phương này thì ông vẫn là một người nông dân, vẫn là một người, tôi phải nói như thế này, ông là một người con, một người ông, một người chồng, một người cha hết sức là mẫu mực. Cho nên tôi chỉ nói với chị rằng gần nửa thế kỷ qua, trận đánh đã đi qua rồi, thế nhưng mà đảng ta thì vẫn xác định đảng viên Nguyễn Văn Bạch là đủ xứng đáng để nhận 50 năm tuổi đảng. Và chúng tôi cũng đã chấp hành cái chỉ thị của thị ủy Vĩnh Nguyên và đã trao cho cụ vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2001 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, một người mang phẩm chất anh hùng, họ có thể là những con người rất bình dị, nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng thể hiện những hành động anh hùng, lập được những chiến công xuất sắc, và điều kiện hoàn cảnh càng khó khăn, phức tạp thì lại càng nổi trội rõ. Đó là sự gương mẫu, tinh thần dũng cảm, sự gan dạ, sẵn sàng hy sinh thân mình vì dân tộc, vì đất nước. Trên chiến trường, cũng như trong đời thường, người cựu quân nhân Nguyễn Văn Bạch lúc nào cũng thể hiện tấm lòng chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong điều 3 của pháp lệnh về đặt danh hiệu danh dự nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước ta thông qua ngày 15 tháng 1 năm 1970 đã chỉ rõ, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng cho những đơn vị hoặc cá nhân trong quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc những công dân khác có đủ điều kiện sau đây: trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm và mưu trí, lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu hoặc trong công tác phục vụ chiến đấu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ nhân dân. Chúng tôi thấy rằng là cái chiến công của ông Bạch thì chúng tôi là sở lao động xã hội, đoàn cựu chiến binh đã đến tại nơi đồi A1 và đến trực tiếp xem như là cái quả bộc phá của ông Bạch được hỏa. Chúng tôi thấy là nếu ông Bạch được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang, điều đó chúng thấy thì hoàn toàn hợp lý, và tôi cũng mong muốn nhà nước phong càng sớm càng tốt để ông Bạch được hưởng những quyền lợi. Và chúng tôi khi mà ông Bạch được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang, mỗi ngày nào trong xã hội chúng tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm của mình theo đúng quy định của nhà nước. Với cái góc độ của mình là cái lực lượng cựu chiến binh đứng trong cái tổ chức của lực lượng cựu chiến binh của địa phương, thì bản thân chúng tôi đánh giá được qua nhiều năm đồng chí Bạch công tác tại ở chi hội xóm đoài và cũng như là của hội cựu chiến binh xã nhà, thì với cái trách nhiệm của mình, chúng tôi kiến nghị với các cấp là với cái thành tích của đồng chí Bạch và cái công lao to lớn của đồng chí Bạch trên cái chiến trường Điện Biên Phủ gần 50 năm qua, sẽ nhân rộng ra và sẽ tuyên truyền vận động để lấy đó làm những bài học để tuyên truyền giáo dục các thế hệ hệ trẻ tiếp theo. Sau khi xem xét đối chiếu theo những quy định của pháp lệnh mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua ngày 15 tháng 1 năm 1970 và thể theo nguyện vọng của các cấp, các ngành từ tuyến cơ sở, xã lên đến tỉnh, tỉnh ủy và hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã gửi tờ trình và hồ sơ về ông Nguyễn Văn Bạch lên đến Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Viện thi đua khen thưởng Nhà nước, Bộ Quốc phòng để các cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Nguyễn Văn Bạch vì những thành tích mà ông đã có trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Đối với thế hệ đi sau, lớp người trẻ tuổi, những chiến công, thành tích của ông Nguyễn Văn Bạch trong quá khứ và hiện tại, thì điều cơ bản là vấn đề mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Hình ảnh của ông chính là tấm gương để họ luôn soi vào, mà hàng ngày, hàng giờ, tự nhìn lại, tự đánh giá mình. Chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền, vận động và để giúp đỡ, cũng như là để xây dựng hội cựu chiến binh xã nhà hàng ngày một tiến lên, phát huy cái truyền thống của quê hương. Có những đồng chí bộ đội như đồng chí Bạch đã chiến đấu ở chiến trường Điện Biên năm xưa. Thực hiện theo cái lời dạy của Bác Hồ, đâu cần thanh niên, có việc gì khó thì có thanh niên. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã giáo dục cho đoàn viên thanh niên là học tập cái gương của cụ Bạch. Sau khi đã được quán triệt về tình hình cũng như là cụ đã nói chuyện chuyên đề về cái truyền thống của bộ đội cụ Hồ cũng như là cái gương của cụ, thì đoàn thanh niên cũng đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua chúng tôi đã giáo dục cho đoàn thanh niên là tham gia cái lực lượng bảo vệ Tổ quốc là đủ cái quân số 100% do cái thị xã đã giao cho chúng tôi. Và với cả cái lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng rồi thì nói chung là phòng chống bão lụt ở địa phương, là đoàn viên thanh niên đã rất tích cực tham gia các cái phong trào trên. Ý nghĩa đã vậy và nguyện vọng của người dân ở các cấp, các ngành dưới cơ sở, rồi lên cao hơn nữa, đến thị xã, cấp tỉnh đều đã thống nhất. Hồ sơ văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Bạch đều đã được thông qua theo đúng các thủ tục hành chính. Chúng tôi cũng đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với ông Hà Minh Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, là người thay mặt nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc. Ông cũng nêu rõ quan điểm. Thưa ông, là một người lính thời nay, thế thì ông có thể đánh giá như nào về cái hành động của ông Nguyễn Văn Bạch ngày xưa khi mà điểm hỏa cái đồi A1? Nhìn lại cái sự kiện lịch sử đó, chúng ta nhớ lại các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lịch sử chiến đấu cao, và nhất là hành động của ông Nguyễn Văn Bạch. Thì chúng tôi thấy rằng là hành động của ông Nguyễn Văn Bạch trước hết phải nói rằng là cái tinh thần chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, để bởi vì tôi nghĩ rằng là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có được thì trước hết phải đánh được đội A1, mà để đánh được đội A1 thì phải có những quả bộc phá 1.000 cân, mà có những quả bộc phá 1.000 cân đó thì phải có những chiến sĩ điểm hỏa, và chính cái ý nghĩa đó
nó có tác động rất lớn đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Đấy là nhất. Cái thứ hai là hành động của ông Bạch lúc bấy giờ thể hiện tấm lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngại hy sinh cổ vì sự nghiệp lớn, vì chiến thắng của Điện Biên Phủ. Cái thứ ba là tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên của ông rất là cao. Chính vì vậy là khi ông cùng với đồng đội điểm hòa, ông không hề tính toán suy nghĩ một chút gì về tình cảm riêng tư, mà ông đặt tất cả lợi ích của chung lên trên hết để có chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa ông, cũng được biết ông là người chỉ huy bộ đội trong thời nay, thì theo ông thì cái hành động của ông Nguyễn Văn Bạch thì có một cái ý nghĩa như thế nào về trong cái truyền thống giáo dục đối với lớp trẻ hiện nay? Gương của ông Nguyễn Văn Bạch là một tấm gương dũng cảm, không ngại hy sinh dân khổ, sẵn sàng vì sự nghiệp cách mạng chung, là tấm gương rất trong sáng và để tất cả thế hệ chúng tôi học tập. Đối với những người con ở thế hệ sau này, ông Bạch chúng tôi sẽ như vậy là tuyên truyền giáo dục cho tất cả cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang biết được tấm gương của anh, của ông Bạch, để từ đó như vậy là phát huy truyền thống học tập, gắn vào cái nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị, thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình trong cái giai đoạn cách mạng hiện nay. Với chức năng của Bộ Chỉ huy là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân để giải quyết những vấn đề người có công với cách mạng, thì trường hợp của Nguyễn Bạch thì theo chúng tôi suy nghĩ đây là những hành động rất anh hùng, góp phần rất lớn vào trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền để ông được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc khơi dậy truyền thống của các chiến sĩ đi trước tôi cho là một việc làm cực kỳ quan trọng. Nó mang tính xã hội sâu sắc ở chỗ là trước hết để cho mọi tầng lớp nhân dân thấy được cái giá trị của những lớp người đi trước đã hy sinh dũng cảm vì sự nghiệp chung. Cái thứ hai là người ta có quyền tự hào về những con em của mình đã cống hiến một vật xương máu cho sự nghiệp chung. Cái thứ ba để người ta trên cơ sở đó người ta giáo dục cho thế hệ đi sau mãi mãi noi gương cái lớp người đi trước để giữ vững nền độc lập của dân tộc. Đây chính là mong muốn, nguyện vọng của toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là của nhóm làm phim chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và xin hẹn gặp lại ở những chương trình sau.